khi mình dạy cho học viên mà có vấn đề về sức khỏe, mọi thứ mình phải đều buông xuống hết và mình ừ. nương theo cái khả năng của người ta. thì với một bệnh nhân thì cái việc mà đưa một cánh tay qua đầu ừ. đã là một cái gì đó rất là kỳ diệu và thường em sẽ nương theo mọi người nhiều hơn. và đôi khi em quên mất mình ở đâu và nhiều năm như vậy á thì em mới dừng lại mới ngưng hết mọi cái hoạt động ừ. kể cả trên mạng xã hội kể cả tiếp xúc với con người bên ngoài đó là đi dạy thì rất là vui kiểu vào lớp lúc nào cũng ba à, cười rất là tươi ha lúc nào cũng đưa năng lượng tích cực nhưng mà kiểu rời khỏi thảm thì mình lại trở về cái sự trống rỗng của mình Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Om Chatting Podcast Đây là một tập mới của series nghề giáo viên yoga kể nhau nghe hết Tập này là một tập rất đặc biệt Vì là chúng ta không thu hình, chúng ta sẽ không nhìn thấy mặt nhau, không thấy uh, biểu cảm của nhau uh, Vì vậy chúng ta sẽ có cái điều kiện để tập trung vào nội dung, tập trung vào câu chuyện và tập trung vào nhân vật kể chuyện <laughs> Trong số đặc biệt này, um, khách mời của Trang là một cô giáo của tiên mà trang hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ nó sẽ chân thật chân tình nó theo cái kiểu mốt là tình tang như cách đây vài tuần khi mà trang có ý mời tiên tham gia cái tập podcast này thì tiên nói ok ngày hôm đấy thì mình sẽ nói chuyện theo kiểu tình tang thôi và mời cô tiên tình tang <laughs> chào tiên à, dạ chào chị trang và xin chào tất cả mọi người thì đây là lần đầu tiên mà tiên ngồi xuống chia sẻ thông tin về cái việc cũng như kinh nghiệm đi dạy của mình và khi được chị Trang lên tiếng mời thì kiểu mình thấy hai chị em cũng rất là thân với nhau rồi và những cái chia sẻ giống như là một thành viên trong gia đình để mà nói cho nhau nghe những cái trải nghiệm trong cái việc đi dạy Tiên và chị Trang sẽ cùng nhau cởi mở hơn để mà nói cho nhau nghe để mà có thể trải lòng ra những cái gốc gọi là khá là thầm kín ở trong cái lòng của mình hoặc là một số người sẽ không nghĩ là ô giáo viên yoga cũng như vậy hả hoặc là họ cũng có những cái những cái chuyện riêng những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm rất là không ai nghĩ tới dạ yeah. cái tập này đặc biệt đối với trang là vì thường cho mỗi bạn khách mời ấy, thì trang sẽ làm bài tập về nhà khá là nhiều có nghĩa là mình sẽ tìm mọi cách để mình uh, tìm hiểu về cái người khách mời này của mình hoặc là tìm hiểu một cái mặt thông tin xoay quanh ở uh, cái người khách mời này Hoặc là người khách mời này họ có thể đưa ra được nhưng mà tiên là một cái uh, một người bạn hoặc là một cô gái rất là đặc biệt vì um, theo mình thấy thì tiên um, sống khá là thầm lặng uh, tiên cũng ít thể hiện um, trong trong đám đông và bên ngoài thì Trang gặp Tiên cũng không được nhiều. Và ngày hôm nay thì buổi trò chuyện ngày hôm nay thì cá nhân Trang cũng rất là trông đợi vì đây là một cơ hội để cho Trang có thể biết Tiên nhiều thêm với tư cách là một người bạn và là người đồng nghiệp. Bây giờ mình sẽ làm nóng ha cái buổi trò chuyện yeah. ngày hôm nay với những câu hỏi ừ. nhanh đi ha. Ừ. Bây giờ chị sẽ có khoảng là 5 câu hỏi nhanh cho em. Em cứ trả lời một cái ý nào đấy mà em có ngay trong đầu, không cần phải ừ, suy nghĩ nhiều yeah. ha. Okay. 5 câu rồi yeah. rất là nhanh. Ờ <laughs> um, đây là năm câu hỏi mà nó liên quan trong cái bối cảnh là một lớp yoga thôi. Oh, ừ. Ok dạ. Yeah. Có thể là lớp của em <laughs> hoặc là lớp mà em tham gia. Yeah, th thú vị đây để xem. À, chúng ta bắt đầu nhé. Thở hay là tư thế. Thở. <laughs> em bé hay là bánh xe. Em bé. Coffee <laughs> uh, hay là vinyasa. Coffee. Oh wow. <laughs> Rồi đổ mồ hôi hay không? Đổ mồ hôi. Oh, yeah. Thiền ca hay là nhạc pop? thiền ca à, yeah. ok năm câu hỏi này thì chị thấy là tiên cũng có kiểu trả lời là kiểu có ý này ý kia nó khá là ngược với nhau đúng không Ờ, uh, dạ yeah, tại uh, thì ra thì cái nào mình cũng thích nhưng mà để mà chọn thích hơn Chứ thì một trong hai yeah, một ừ. trong hai bắt buộc phải chọn Nếu là câu trả lời nhanh thì nhờ yeah, lúc nào cái gì ưu tiên và hiện tại em đang tập trung về cái gì thì em sẽ trả lời cái đó à uh, yeah. okay. tất cả những cái gì đưa ra thì em đều thích nha uh, yeah. ok Um, tiên đến nay là đi dạy được bao lâu rồi? À, em biết đến yoga là vào tháng 12 năm 2012 Đến nay thì chắc là, là có 9 năm đúng không? Thì à, tầm 1 năm rưỡi Thành thật mà nói thì là em đi tập và học khóa huấn luyện Lấy bằng là 1 năm rưỡi là sau đó em đi dạy Thì tính là chắc 7 năm, 7 năm ở đứng lớp À tức là em đến 2014 Dạ yeah, đúng, đúng rồi Nên là 7 năm ừ. rồi thì cái em bắt đầu cái việc hướng dẫn yoga như thế nào tức là mình chỉ đi tập rồi sau đó mình tập một thời gian mình thích rồi mình bắt đầu đi vào cái công việc hướng dẫn này hay là hay là nó là một cái cơ hội như thế nào à, đây là một cái uh, gọi là nhiều người rất là muốn biết nhưng mà để mà nói ra thì lúc nào nó cũng là một câu chuyện rất là dài tại vì của em nó không có suôn sẻ hoặc là nó cũng không có các bước rõ ràng như là các bạn bây giờ các bạn bây giờ thì rất là kiểu mọi thứ nó được trải sẵn rồi, ừ. nghĩa là các bạn đi tập, các bạn uh, có người uh, định hướng cho, rồi các bạn có những khóa huấn luyện. Còn uh, ở cái thời điểm của em thì uh, có thể là do em không 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 giỏi tìm kiếm thông tin, ừ. nhưng mà với thời điểm đó thì em không có không có được nhiều cái sự chỉ dẫn về khóa uh, huấn luyện giáo viên như thế nào để mà có thể làm một người giáo viên thực thụ. Nhưng bù lại thì em được gặp được tiếp xúc với rất rất là nhiều người thầy mà rất là tâm huyết với nghề, rất là thương mình, rất là họ nhìn thấy được những cái điều mà mình họ thấy được cái tố chất của mình, họ thấy được những cái hạt giống mà mong muốn những cái những cái giỏi giang bên trong mình mà có thể mình không có thừa nhận lúc đó và họ cho mình à là tiên như thế này tiên nên bước tiếp một chút một chút và rõ ràng là thời điểm đó em chưa hề có bằng 200 giờ ừ. chưa có một cái huấn luyện nào thì em cứ đi tập và em tập một thời gian thì uh, em có gặp một người thầy và thầy có đi đến và nói với em là à tiên ơi em có khả năng uh, đứng lớp nên là hãy tập đi hãy trao dồi cho mình thì lúc đó mình như lé sáng là Tại vì cái thời điểm đó mình cũng chưa có ý định gì nhiều Về cái nghề nghiệp của mình lúc đó Thì thầy cho mình một cái niềm hy vọng Và mình rẽ sang cái hướng nghề yoga Nhưng mà cái buổi dạy đầu tiên thì gọi là nhớ đời luôn Thì nó là chia sẻ với mọi người Là hôm đấy thầy có nhắn tin nhờ là Tiên ơi có thể hô giùm 15 phút khởi động không? Ừ. Tại vì thầy kẹt xe thầy sẽ ừ. đến trễ. <laughs> ok, em chấp nhận cái em, và em hô mặc dù em không có soạn bài, em không hề kiểu không hề có một sự chuẩn bị nào như một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nè, kiểu mình cứ đi tập thôi, mình cứ thảnh thơi mình đi vô lớp mình ngồi và bùng cái thầy kêu oh, hô dùm đi. Và sau khi em hô hết 15 phút khởi động vẫn không thấy thầy đâu. Ừ. Và hôm đó mọi người hay ghẹo là em là bị thầy đem con bỏ chợ, có nghĩa là thì không tới luôn và em đã dẫn một cái lớp 60 phút cũng vượt qua nhưng mà ngay cái thời điểm đó em đi về nhà và kiểu khóc cả một đêm là tại vì mình mình không có sự chuẩn bị và mình nói rất nhỏ mình không có một kỹ năng nào trong lớp mình chỉ có ngồi yên ở trên thảm mà mình hô và xong mình rất là rung và ít nhất là mình cũng còn thuộc bài tại vì mình mình đã tiếp xúc cái thảm liên tục mình không ừ. có rời đi đâu hết và ở lúc đó thì cũng ông ai chỉ cho mình cách đứng trong lớp như thế nào nói như thế nào chỉnh sửa làm sao hoàn toàn là ngồi trên thảm và hô từ đầu đến cuối và kiểu tay chân thì cứ run run lẩy bẩy và kiểu trời xong về viết nhật ký là <laughs> kiểu này chắc không dám đi dạy quá tại vì thầy đã cho mình một cái trải nghiệm cực kỳ mạnh sau đó là mình vượt qua được cái nỗi sợ của mình nhờ cái sự động viên của những người thân nè những người thầy và từng bước từng bước một Thì đó là cái buổi dạy đầu ừ. tiên và cứ như vậy mọi người cho mình cơ hội và em được học viên cũng thương là họ cho phép mình thực tập họ chấp nhận những cái sự vụng về của mình ở trong lớp thì mình mình rõ ràng là mình nhớ cái thời đó cũng không ai dạy cho mình cái cách mà làm mẫu mà đứng đối diện với học viên hết, lúc ừ. nào cũng xoay lưng với học viên, nhờ à. cái thời mà ừ. 2010, 2014 thì em không, em, em như vậy em vẫn còn xoay lưng với học viên mà kiểu ừ. em tập thì em tập, học viên tập thì học viên tập, đó đó chính là cái kinh nghiệm buổi dạy đầu tiên của em mà vì hôm nay đã được chia sẻ với mọi người tức là giống như là thầy chưa cho em thầy chưa dạy bơi cho em thuần thục và thầy đẩy em xuống biển vậy á ha yes, chính xác <laughs> thì thế em có bơi ở cái biển đấy cái vùng biển đấy lâu không hay là em sao bao lâu thì em chuyển sang một cái biển khác ờ, cái câu hỏi này cực kỳ hay và nó đánh động rất là nhiều thứ ở trong em Dù là bây giờ là gần 7 năm, hơn 7 năm chứ Nhưng mà cái khoảnh khắc là hầu như là nhớ rất rõ um không những ở lớp đó và tất cả những lớp sau này dù cho mình có kinh nghiệm đến bây giờ mình có kinh nghiệm rồi á thì cái vùng biển nào nó cũng mới với mình mỗi một lớp là mỗi một cái vùng biển mới và học viên lúc nào cũng cho mình rất là nhiều thử thách để mà mình xem xét lại mình mình càng có kinh nghiệm thì kiểu học viên sẽ cho mình cái sự trải nghiệm mạnh hơn là mình cách xử lý của mình Tình huống thì có thể giống nhau là có khi vào lớp mình sẽ thấy học viên tập không như lời mình hướng dẫn. Học viên sẽ đến trễ, học viên sẽ nghe điện thoại hoặc là 5 10 phút bắt đầu rồi lại mang thảm đi ra ngoài. Thì cái tình huống có thể là không thay đổi, chỉ có bao nhiêu đó nó lặp đi lặp lại nhưng mà theo từng năm thì cái vùng biển của mình nó trở nên cái uh, cái sống hơn và ừ. nó lặng hơn tại mình mình xử lý được cái bên trong mình chứ như học viên thì họ vẫn như vậy thôi họ vẫn có những cái uh, những cái cư xử những cái thái độ nhưng mà cái điều đó không có làm mình bị ảnh hưởng nhiều như lúc trước ừ. có thể thì hồi trước thì khi mà mình bị những cái trường hợp như vậy á thì mình sẽ quên hết bài luôn <laughs> kiểu đang dạy mà học viên đi ra xuống cửa ồ chết rồi mình khúc sau mình sẽ dạy cái gì rồi thì xong rồi học viên sẽ bắt bẻ mình như thế này thế kia thì lúc đó thì sẽ buồn có khi buồn cả tháng có khi ừ. là kiểu không thiết tha gì vậy nữa và cũng không muốn ăn luôn nên là ảnh hưởng rất nhiều còn bây giờ thì mình thảnh thơi hơn mình nhẹ nhàng và cái cách mình cư xử với học viên dù cho họ đi ra họ ở lại hay là họ có bất kỳ một cái cái thái độ nào với mình thì mình vẫn có được cái sự bình an mình vẫn có được cái ổn định trong cái hơi thở để mình dẫn tiếp mọi người ở trong lớp đi qua 60 phút đó ừ. và quay lại cái câu hỏi chị trang vừa nói là cái vùng biển mà chị trang hỏi em á thì thật sự em đã bước ra rất là nhiều cái khung trời đầu tiên em ở đây em không có ý là phân biệt hay là so sánh gì hết nhưng mà những cái lớp đầu tiên em dạy vẫn là một cái trung tâm rất nhỏ một cái căn phòng rất nhỏ và nó cũng ồn và nó còn kết hợp với cả thể dục nhịp điệu hoặc là những cái môn thể dục khác thì cái không gian nó không có học viên thì mọi người sẽ bận sẽ ăn mặc đơn thuần không có chỉnh chu như là bây giờ ừ. kiểu mọi người có thể bận cả một bộ đồ bộ ừ. một bộ đồ ngủ hoặc là mấy cô sẽ thích mặc cái gì thì mặc kiểu đồ ở nhà thì mấy cô cũng mặc thì đó là cái đầu tiên mà em được trải nghiệm đó là một sự bình dị một cái sự đơn giản nhưng bù lại thì các cô rất là dễ thương lúc nào cũng phải nói thật sự là rất là ngoan đó nghĩa là mình dạy cái gì họ cũng họ tin tưởng mình họ cho mình cái sự gần gũi thì tiếp đến là cái trung tâm khác thì họ sẽ ăn mặc chỉnh chu hơn à, học viên sẽ nếu mà xin lỗi nếu mà phải nói thì sẽ nói là ở một cái kiến thức của họ cao hơn chút xíu là họ có là dân văn phòng ừ. hoặc là họ có một cái tầng lớp lên chút xíu nhưng mà họ vẫn đi tập thì cái cách cư xử của họ cũng khác với mình là họ họ sẽ đến trễ giờ hơn và họ sẽ bận rộn hơn rồi khi mà mình lên thêm được chút xíu nên mình có cơ hội tiếp xúc với học viên cá nhân thì họ sẽ là những căn biệt thự họ là những cái nhà lầu xe hơi nhưng mà không bao giờ mình thấy họ đúng giờ à. tại vì mình khi mình dạy cá nhân thì kiểu mình tới rồi chỉ có mình với cô giúp việc thôi ừ. thì mình sẽ chờ là có khi mình chờ hoài họ cũng về thì khi mà chị trang hỏi về các vùng vùng biển mà em đã bước qua thì đó rất là nhiều từ trung tâm nhỏ rồi trung tâm vừa vừa rồi trung tâm gọi là có tiếng hơn ừ. thì tất cả đều mang đến cho em những cái trải nghiệm rất là riêng và em không hề có ý uh, giận hờn hay là trách móc ai hết mà rất là biết ơn kể cả những người họ không có dễ thương với mình những người họ muốn giữ cái lương của mình lại à hoặc là có những người họ đối xử với mình như thế nào đó thì mình đều rất là biết ơn để mình có được cái ngày hôm nay và mình mình vững để mình có được cái trải nghiệm đó. Dạ. Yeah. Ừ. Ừ. thực ra là nó giống như là một cái trường đời vậy đúng không? Mình yeah. đi cả một hành trình dài thì mình qua ừ. nhiều cái vùng đất khác nhau hay là nhiều cái vùng biển khác nhau thì cái cái kiểu gặp gềnh trong gai của nó thì có thể khác nhau nhưng mà nó vẫn là cái kiểu Uh, gặp gần trong gai hoặc là cản trở trên con đường mình đi um, Thì qua một cái hành trình Làm nghề 7 năm Chị nghĩ là nó cũng tương đối Là nó là một khoảng thời gian tương đối Thì cái ý nghĩa của yoga Hoặc là cái ý nghĩa Chính xác hơn là cái ý nghĩa của việc hướng dẫn yoga Làm nghề giáo viên yoga của em Ở ngày đầu Hoặc là cái thời gian em đã bắt đầu ổn định trong nghề rồi Cho đến ngày hôm nay Cái ý nghĩa nó có thay đổi không? Um nói thành thật những cái bao quanh thì nó có thay đổi nó có sự luân chuyển nhưng em chắc chắn và em biết rõ một điều tự bên trong mình thì nó không thay đổi đó chính là em muốn giúp cho mọi người có cái nhìn nhận về cơ thể của mình rõ hơn ừ. tại vì thực sự em cũng phải nói thật là em không có giỏi về cái việc mà dạy cơ thể học các nhóm cơ nhưng mà em có thể dẫn dắt mọi người để cảm nhận cái cơ thể của mình một cách rõ hơn đó là về mặt tư thế ừ. em không có chuyên dạy về những cái gọi là cơ thể học hay là thiền hay ừ. là một cái gì đó mà em đó là em có thực hành cái gì ừ. thì em sẽ ừ. hướng dẫn cái đó ừ. và ừ. cái mục tiêu của em trở nên rõ ràng hơn khi mà em có được cái cơ hội hướng dẫn yoga cho bệnh nhân ung thư ừ. thì em có 2 năm được tiếp xúc và được làm việc với cái tổ chức đó và cái cái sự có mặt của mình trong lớp để mà nhìn để mà cảm nhận để mà đi trong từng cái cử động của học viên đó. thì trong lớp yoga ung thư nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết thì khi mình đứng dậy một cái lớp mà một con người khỏe mạnh bình thường cái gì làm cũng được thì người ta có những cái đòi hỏi nhất định người ta sẽ muốn cái này người ta muốn cái kia và đôi khi mình phải bỏ cái tôi của mình xuống bỏ những cái giáo án của mình xuống để mà chạy theo trung tâm ừ. những cái mong cầu của họ có thời gian em cũng bị là chạy theo nhưng mà khi mình dạy cho học viên mà có vấn đề về sức khỏe thì mọi thứ mình phải đều buông xuống hết và mình nương ừ. theo cái khả năng của người ta thì với một bệnh nhân thì cái việc mà đưa một cánh tay qua đầu đã là một cái gì đó rất là kỳ diệu tại vì sau một cái quá trình mổ và họ không có thể nào vận động qua khỏi đầu á thì cái việc mà mình đi tới lớp và mình cho họ tập những cái đó và họ rất là vui và chính những cái điều đơn giản đó những cái gọi là rất là thật những cái khoảnh khắc ở trong lớp nó nuôi em rất là nhiều và nó tưới tưới tẩm cái việc mà ô mình mình đã nói một lần nữa nó khẳng định lại là em đang đi đúng đường và dù hai năm sau đó em có kết thúc nhưng mà cái khoảng thời gian nó lúc nào cũng nhắc cho em rất là nhiều là em cần phải làm gì tới cái con đường tiếp theo của em tức là em nhìn thấy cái việc hướng dẫn yoga của mình Thật sự là mang lại lợi ích cho cho đối tượng học viên yeah. và rõ ràng đặc biệt hơn là khi đối tượng học viên đó là thường đặc biệt tức là đúng, họ có những cái hạn à. chế nhất định để mà tiếp cận với yoga ừ. um, vì chị thấy là cái công việc hướng dẫn yoga nghề giáo viên yoga này nè bây giờ càng trở nên phổ biến và như ở những cái số trước trong podcast um, chị và khách mời có chia sẻ thì nó có cái có cái sự lấp lánh uh, nó có những cái sự hào nhoáng lấp lánh của cái công việc này um, họ có thể khoác những cái áo lấp lánh như là um, một công việc có ý nghĩa Ờ, một công việc mang lại lợi ích về sức khỏe tinh thần cho cho học viên nhưng mà thực ra để đi cùng với tất cả những cái ý định đấy xuyên suốt bao nhiêu năm mình làm nghề thực ra nó rất là khó đó là lý do mà chị hỏi là cái ý nghĩa của công việc hướng dẫn yoga với tiên á, từ ngày đầu đến ngày hôm nay nó khác gì không thì yeah thì cho đến ngày hôm nay thì tiên tiên trả lời như vậy thì chị cũng cũng cảm nhận phần nào được ừm ờ, với cá nhân của trang á cái việc hướng dẫn yoga á, nó giống như là cho trang thôi cho bản thân mình nó giống như là cái việc mà mình có một cái công việc mình có một cái action yeah. tức là giống như là mình có cái hành động mình có cái nghiệp vậy á. thì trong cái việc làm trong cái hành động đó thì là cách để cho mình học và mình 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 hiểu được mình hiểu được bản thân mình và càng ngày mình mình có thể thay đổi nhà tốt hơn. Đúng, chứ chứ Trang thì lại không quá hướng ra bên ngoài, tức là tôi dạy yoga để cho phục vụ người này, phục vụ người kia hay cho người này tốt, người kia tốt. Tất nhiên mình làm với một cái sự trọn vẹn nhất của mình thì cái đó sẽ là kết quả hiển nhiên thôi. Nhưng ừ. mà thường là Trang ấy sẽ chú trọng vào cái nhu cầu của mình nhiều hơn. À, chị Trang nói cái đó là em phải công nhận tại vì em là một cái người phải cần khá nhiều thời gian để mà có thể gọi là tỉnh táo lại á thì em em dễ bị dẫn dắt đi ra ngoài và thường em em sẽ nương theo mọi người nhiều hơn và đôi khi em quên mất mình ở đâu và nhiều năm như vậy á thì em mới dừng lại em mới ngưng hết mọi cái hoạt động kể cả trên mạng xã hội kể cả tiếp xúc với con người bên ngoài và kiểu thời gian đó thì em cũng không biết là mình thực sự mình muốn cái gì mình đang ở đâu và cái con đường mình đi á, có ảnh hưởng có làm gì cho ai phiền lòng không từ sao mình ngày nào mình cũng đi dạy như vậy à, mình đặt ra rất là nhiều câu hỏi và thật ra thì mình đặt câu hỏi vậy thôi chứ thực ra mình cũng không có câu trả lời hoặc mình có nhưng mà mình không thừa nhận chính mình chính cái việc không thừa nhận chính mình và lúc nào cũng đi tìm bên ngoài một cái sự nương nhờ cảm xúc đó là đi dạy thì rất là vui kiểu vào lớp lúc nào cũng à, cười rất là tươi ha lúc nào cũng đưa năng lượng tích cực nhưng mà kiểu rời khỏi thảm thì mình lại trở về cái sự trống rỗng của mình thì có một thời gian em em gặp vấn đề như vậy Thì trang nói đúng là chị trang còn tìm được là à, tôi dạy yoga là để phục vụ cho mình còn em thì kiểu thời gian bắt đầu á là có thể là vì kiếm tiền nè ừ tại vì yoga đem lại kinh tế cũng khá là tốt nếu ai trong nghề thì cũng biết cái ừ. sự ổn định nhưng mà cái sự uh, gọi là không phải ổn định gọi là cái lương nó cao nhưng mà nó là không ổn định ừ. đó thì nó y chang như cái cảm xúc của em là đôi khi nó rất là ờ oh, dạy cái này hay quá hôm nay mình dạy hay quá như thế này ừ. như thế kia nhưng cũng có những hôm là dạy xong về buồn ơi ừ. là buồn và cả tuần lúc nào cũng nhắc hoài đó là mình tự dằn vặt mình tự lặp đi lặp lại cái lỗi của mình rất nhỏ dù không ai nhớ, dù ừ. không ai ấy, ừ. dù không có ai uh, than phiền gì hết. Thì uh, đến bây giờ, bây giờ thì em chắc là em có thấy em ở đâu đó rồi. Nên ừ. em em cảm giác được mình ở đâu rồi. Uh, thì bây giờ em cũng đang trên đường gọi là xây dựng lại cái cái hình ảnh, cái cái con đường của mình thì từng bước từng bước bước trở vào cộng đồng yoga ừ. với mục đích là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình hướng dẫn những uh, giáo viên mới những cái điều mà mình đã từng trải qua để họ không có phải uh, gọi là để họ không phải những cái gì mà em nghĩ là họ không không nên <cười> 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 uống nước Trời ơi. Ừ. từ những lần đầu mà chị gặp tiên á là chị đã nhận thấy là tiên cũng có những cái tố chất nổi bật hơn người khác Ví dụ như là Tiên có khả năng chuyển động rất là tốt Chỉ được biết là Tiên cũng tham gia những giải thi đấu yoga trước đây Thì tức là Tiên hoàn toàn có những cái điều kiện để mà Tiên trở nên nổi tiếng Và phát triển cái sự nghiệp, cái nghề của mình từ 4 năm về trước Nhưng mà Tiên đã có một cái thời gian là Tiên lựa chọn là Tiên đóng hết lại tất cả những cái đấy Thì Tiên có muốn quay lại để nói về cái thời điểm hoặc là những cái hình ảnh lúc đấy hoặc là của em trong cái nghề giáo viên này nó như thế nào không? Tại sao em đóng hết tất cả mọi thứ như vậy? Vì không tìm thấy một cái một cái động lực hay là một cái niềm vui gì trong thế giới yoga hôm qua khi mà chị trang hỏi à, em có muốn tránh một cái uh, vấn đề gì không một cái chủ đề gì không thì lúc đó em trả lời là dạ không và em trả lời rất là khẳng khái rất là dứt khoát lỡ mình lúc này mình chắc mình ổn mình không có vấn đề gì hết ừ. nhưng mà ngay thời điểm bây giờ ngay ở đây khi mà nghe chị trang hỏi về những uh, cái vấn đề đó thì mình đã... à, hóa ra là mình cũng còn một chút ừ. Cả cần xử lý nên là khi mà nghe chị trang hỏi xong mình không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào để mà trả lời cái câu này thì đây không có phải riêng một mình chị trang thắc mắc mà hầu như những người bạn xung quanh em mà nếu mà họ có cơ hội gặp em thì họ đều hỏi là tại sao lại rời đi trong lúc gọi có thể tạm gọi là đỉnh cao trong cái sự nghiệp của mình ở cái thời điểm đó là em vừa đi thi ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Mã Lai rồi những cuộc thi nó cứ như vậy và em còn được lên báo, lên tivi. kiểu mọi thứ nó đang rất là rộng mở cho em cái con đường gọi là rất là sáng luôn. Nhưng mà em lại chọn đóng hết, rời đi và không để lại một dấu tích gì ở trên mạng xã hội cũng không có tham dự một cái lớp tập cộng đồng nào nữa hết mà em thu lại hoàn toàn tại vì có lẽ là cái thời điểm đó khi mà em có quá nhiều thứ và em đạt mọi thứ rất là dễ dàng thì ngay cái khoảnh khắc đó em không còn một chút gì hứng thú để mà tiếp tục em cũng không tìm thấy được cái niềm vui cái niềm hứng khởi nào để mà bắt đầu hoặc ừ. là duy trì cái việc tập luyện và quay lại những cái năm đầu tiên em tập á ai cũng bất ngờ khi mà em nói một ngày em tập luyện 6 tiếng nhà kiểu ai sáu tiếng rồi tập 6 tiếng là tập cái gì và kiểu em cái thời điểm mà em bắt đầu yoga yoga là cả một cái niềm ước ao là cả một cái sự mong muốn của mình Tại vì hồi trước khi mình bắt đầu yoga Ngày nào mình cũng đi làm ngang cái trung tâm đó Và mình nhìn nó trời ước gì Một ngày nào đó mình sẽ được vào để mình tập Thì đúng một năm sau mình mình bỏ việc Và mình được đi vô trung tâm Đó tập và kiểu mình tập một cách rất là tận hưởng Mọi khoảnh khắc và mình cứ Đi sáng một lớp, chiều một lớp Mà mình còn đi rất sớm và về trễ hơn Chỉ để được có mặt ở trên cái thảm Với mình thôi, mình với cái thảm thôi tập một cách rất chăm chỉ tập và cái thời điểm đó em có 18, 19 tuổi thôi thì kiểu vừa trẻ vừa có sự phấn khởi trong cái tập luyện và còn được bạn bè thầy cô xung quanh một cái cộng đồng rất là ủng hộ mình thì cái việc mà mình tập luyện nó có kết quả rất nhanh và khi mọi thứ nó đến với em rất nhanh và hầu như cái thời điểm đó không khó cái tư thế nào mà nó làm khó được em hết <laughs> và thì ta mọi người mọi người có thể nói sao cũng được nhưng mà với em cái thời điểm đó yoga chỉ có tư thế thôi ừ. em còn không biết yoga là cái gì có bao nhiêu nhánh hay là từ đâu à, chắc là em biết từ ấn độ nhưng mà kìa em sẽ không không có giỏi thì em nói em chưa có học một cái khóa huấn luyện nào hết em chỉ đi tập và đi tập thôi và chỉ có biết em với cái thảm chắc đó là lý do em có sự kết nối với cơ thể mà chị trang vừa khen là có sự chuyển động tốt là như vậy là và em tập em không có nhìn xung quanh em nhìn vào em hoàn toàn một trăm phần trăm em lúc nào cũng vậy và chính vì cái thời điểm đó em tập liên tục trong nhiều năm như vậy và em đi thi và mọi thứ nó đến rất dễ dàng và em không còn một cái gì gọi là hấp dẫn với em nữa hết tại vì em đi ra ngoài rất nhiều em hướng ra ngoài rất nhiều và cái thời điểm đó thì trên mạng xã hội cũng khá là nhiều cái cái bài viết gọi là một bên nói qua, một bên nói lại. Và ừ. khi mình đứng ở giữa và mình biết những cái vấn đề đó, mình mình và cái thời điểm đó thì em cũng không chịu áp lực giỏi như bây giờ. Ừ. Kiểu mình đọc và mình thấy rất là khó chịu và mọi người cứ tranh luận qua lại. Và mình thì mình thấy tại sao mọi người phải như vậy? tại sao không xây dựng một cái cộng đồng thân thiện hơn dễ thương hơn mà phải nói chuyện với nhau một cách khéo léo như vậy? đó thì thì em nhận ra em không có sẵn sàng để mà tiếp tục ở cái thời điểm đó thì, thì cũng là tự em thôi không vấn đề không phải nằm ở mọi người mọi người muốn nói gì nói tại vì đó là mạng xã hội và trang cá nhân mọi người muốn đăng cái gì thì đăng muốn bình luận cái gì thì cứ bình luận nhưng mà em không chịu được cho nên là em chọn cái việc là rút về một mình lui về hết cất hết thậm chí là những cái bằng khen những cái giải thưởng những cái huy chương tất tần tật là em cũng không còn giữ hôm đấy là em định đem thì bỏ luôn xong thì ba em ông đã không cho và ông đem cất và tới bây giờ khi mà em về quê thì em thấy ông đã để nó ở một góc rất là trang nghiêm rất là và ông lau chùi ông cất giữ cho mình thì may mà còn có ba cho nên là giờ mình đi về mình còn có thấy một phần của mình nó vẫn còn ở đó chứ mình không có bác bỏ cái điều đó giờ thì em chấp nhận dễ dàng hơn dạ yeah. ở trong tầm gọi là thị trường yoga rất là nhiều người họ tận dụng những cái danh hiệu những cái giải thưởng trong thi đấu yoga hoặc là trong bất kỳ một cái gì liên quan tới cái thị trường yoga này để họ phát triển sự nghiệp, họ kiếm tiền, họ có lớp nhiều hơn, họ có cái sự nổi tiếng. Thì khi em ở đỉnh cao của sự nghiệp như vậy, tạm gọi là đỉnh cao của sự nghiệp và em bỏ hết tất cả như vậy thì sau cái thời gian ngắn thì em thấy tiếc không? Dạ không. không có tiếc là tại vì mình không có làm mất, mình chỉ cái gì mà mình làm đó được thì mình không có không có tiếc là tự mình ừ. tái tạo nó ra được ừ. thì rõ ràng không phải là có rồi mất mà là em chỉ lui về để em nhìn em như thế nào Tại sao em lại có những cái phản ứng với mọi người như vậy với cái cộng đồng như vậy trong khi lúc đó ai cũng vậy thì thì chỉ là em lúc đó còn yếu ừ. yếu về cả cái việc xử lý bên trong lẫn bên ngoài việc tiếp xúc việc giao tiếp với mọi người ừ. thì em không tiếc là tại vì khi mà em lui về em cũng nhận được rất là nhiều cái tình thương và cái khoảng thời gian mà em yên lặng em cũng gặp được rất nhiều học viên và những người bạn họ cũng yên lặng giống em và rất là và nó là rất là trùng hợp khi em không dùng mạng xã hội thì tất cả các học viên cá nhân của em họ đều không có dùng mạng xã hội và họ biết đến em là từ một người bạn hoặc là một người giáo viên nào đó giới thiệu và trung tâm cũng vậy Thì em không cần phải dùng một cái mạng xã hội nào để kết nối Rõ ràng vẫn có một cái sự kết nối rất, rất rất là mạnh Dù là không có mạng xã hội Thì giống như em thấy là dù em như thế nào đi Ở cái thời điểm đó em sẽ kết nối được những cái năng lượng Những cái con người, những cái môi trường tương đồng với mình ừ, Hay quá Như Tiên vừa nói theo chị Hiểu là trong khoảng 2-3 năm vừa rồi là tiên không có dùng mạng xã hội nhưng mà tiên vẫn có lớp tiên dạ, vẫn duy trì dạ, công việc rồi. hướng dẫn yoga của mình cho chị hỏi thêm một câu nó hơi cá nhân nữa là cái việc mà có lớp cái việc hướng dẫn như vậy nó có nó có hỗ trợ tài chính cho em rất là ổn định không để em có một cuộc sống tương đối là thoải mái theo ý mình muốn không à, nói thiệt thì nó còn tốt hơn uhm. nó tốt hơn là tại vì uh, lớp cá nhân ai trong nghề cũng biết là lớp cá nhân thì lương nó sẽ cao hơn là lớp ở trung tâm là điều thứ nhất điều thứ hai là khi mà không dùng mạng xã hội trong những năm qua thì em cũng dành cái thời gian nhiều hơn với những cái con người thật sự có mặt cho mình em không có phải mất thời gian giống như bây giờ em phải chụp hình em phải đăng hình em phải sửa hình em phải suy nghĩ là em phải biết cái gì hôm nay để đăng lên thì trong vòng hai năm qua thì em không phải suy nghĩ gì hết mà em dành thời gian Đi du lịch em ừ. dành thời gian uh, làm những cái điều em thích học những cái điều mà em muốn mà em chưa từng chẳng hạn như đi học múa học theo học lặn rất là nhiều cái mà em trải nghiệm mặc dù em không có giỏi nhưng mà ít nhất là em cũng có trải nghiệm khi mà em không phải mất thời gian ở trên những cái ừ. um, thông tin trên mạng xã hội ừ. nhưng mà như tiên có chia sẻ thì bây giờ tiên đã quay lại đúng không tức là yeah. Tiên quay lại dùng mạng xã hội thì có phải là đâu đó mình vẫn muốn mình xuất hiện trong đám đông và mình vẫn có cái nhu cầu thể hiện bản thân của mình trong đám đông yoga không em biết là từ sâu bên trong của em vẫn có một cái mong muốn trỗi dậy là chắc đây là cái thời điểm mà mình cần có cái sự trở về ừ. và em sử dụng lại mạng xã hội từ tháng 10 thôi là chắc cũng hai tháng hai tháng ừ. thì em em thấy cái niềm vui nó trở lại ừ. và để mà làm được cái điều này là phải biết ơn rất là nhiều người xung quanh của em họ ủng hộ không phải là họ muốn em làm một cái gì đó đâu mà họ họ cho em lại được cái niềm tin yêu ở trên cái con đường yoga là em cần phải chia sẻ nhiều hơn là cứ giữ lại hoặc là cứ cái gì cũng một mình một mình á ừ. thì học viên họ cũng động viên là à cô tiên ơi cô hãy làm cái này đi tại vì cô nói với em rất là hay nhưng mà có một mình em nghe thôi Thì là cô hãy viết đi tại vì cô viết cũng cũng đọc cũng truyền đạt được cái ý mong muốn thì cô viết cô để lại đó thì sẽ có nhiều bạn giống như em muốn đọc rồi những đồng nghiệp thì nói là ờ ừ, tiên ơi cái chuỗi này nó cũng hay thế em quay lại đi rằng có ai mà người ta muốn sáng tạo người ta có thể nhìn và người ta học hỏi theo rồi bạn bè thì lúc nào cũng cạnh mình và kêu là oh, chị tiên ơi chỗ này đẹp lắm nè chị tiên có muốn đi đến để quay để chụp hình không và phải cảm ơn rất rất là nhiều những cái bạn gọi là cộng đồng của mình á trong cộng đồng yoga của mình á họ đã luôn luôn hăng say họ chụp hình họ làm những cái điều mà lâu rồi em muốn làm nhưng mà em không dám làm với là em trốn tránh đi và khi em nhìn họ làm và em nói trời ơi hay quá chắc mình cũng muốn như vậy tại sao mình lại không làm thì khi uh, em thấy được cái người đó và rất là hay trong cái mùa dịch này và khi mà không có gặp mặt được nhau á em đã mạnh dạn lột bỏ cái mặt nạ của mình thường hay làm đó là sự lạnh lùng ừ. em đã chủ động uh, bắt chuyện đã chủ động giao tiếp kết nối với những bạn mà em chưa từng gặp bao giờ em chưa ừ. biết bao giờ để mà nói chuyện để mà có thể hiểu nhau hơn, để hỏi thăm nhau và bây giờ thì em có một cái cộng đồng mới à, dễ thương hơn. Từ từ từng bước từng bước em sẽ mở rộng ra. Nhưng hiện tại là cũng nhờ có những người đó họ đánh thức trở lại cái niềm đam mê ở trong em một lần nữa. Ừ, ừ. Em có thể chia sẻ là cái cái mạng xã hội hoặc là cái nền tảng em dùng là gì với tên là gì để mọi người có thể theo dõi em không? hiện đại thì em chỉ mới trở lại dùng trên Instagram thôi và ừ. cái tên là Movement Silence. Oh. Yeah. Có một chị bạn dịch cái uh, dịch cái tên của em đó là âm thầm âm thầm mà làm kiểu là kiểu làm nhưng mà sợ người ta biết mặc dù ừ. là cũng muốn người ta biết. Ừ. Oh yes đúng rồi đó uh, đúng 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 rồi cái này nó là một cái sự mâu thuẫn ở bên trong Vậy đó. Chính đó xác là mâu thuẫn. Mình muốn người ta biết đến mình nhưng mà mình lại uh... đồng thời lại không muốn người ta biết đến mình. Không phải mình muốn người ta biết đến mình nhưng mà với cái việc là mình không cần phải tỏ ra nỗ lực nhiều. Có nghĩa là giống như là tự mình hay vậy á, tự mình tỏa hương thơm rồi yeah. mọi người biết tự biết đến mình vậy á thì chị cũng cũng trăn trở và cũng lây hoay ở cái chỗ này rất là nhiều. Đó là cái việc mà chúng ta sống ở trên mạng xã hội nhiều quá. Thực ra bây giờ tất cả các hoạt động hay là ngành nghề cũng vậy, họ đều đem lên mạng xã hội và để để thể hiện hoặc là để kêu gọi để thu hút cái sự chú ý của mọi người. Tức là ai cũng phải khiến làm một cái gì đấy để khiến cho mọi người thấy là hey, tôi đang ở đây nè, tôi yeah, đang làm cái này đúng. này hay lắm nè. Và nếu như chúng ta không xuất hiện trên mạng xã hội thì rất là khó để mà được biết đến. Thì quay lại là cái chuyện nhu cầu của mình ấy. Tại sao mình muốn làm cái việc này? Tại sao mình muốn muốn chia sẻ? Người ta có thực sự cần cái sự chia sẻ của mình hay không? và đây có phải là cái cách mà duy nhất mà mình phải phải xuất hiện phải thể hiện trên mạng xã hội hay không? vì chị thấy là chị đã là chị đã gắn bó với mạng xã hội để làm tất cả những cái hoạt động về yoga này một thời gian cũng tương đối là lâu cũng năm sáu năm rồi khá là bận rộn và, và, và tích cực với nó trong vòng ba năm đổ lại và chị thấy là cái thời gian mà mình dành cho mạng xã hội đang nói là tất cả hoạt động liên quan tới yoga nhé tức là cái mình hoạt động yoga của mình trên mạng xã hội đó, nó chiếm phần lớn cái suy nghĩ nó chiếm phần lớn cái tư duy cái, cái, cái ừ, kế hoạch vậy. của chị và chị cảm thấy là cái điều đấy nó làm cho mình không còn nhiều chỗ trống cho cho yoga thực sự cho thực hành yoga thực sự và cho cuộc sống cá nhân của mình nữa thì tiên nghĩ là đâu là cái điểm cân bằng thì đối với em trong cái thời điểm hiện tại á à, em trở lại dùng mạng xã hội tại vì em muốn à, kết hợp du lịch với lại yoga ừ. em là một người thích dịch chuyển em là một người thích à, du lịch và khi mà cái mùa dịch này nó vừa được mở cửa là em cùng với một bạn đã đi đến những cái địa điểm của sài gòn Tại vì Sài Gòn hiện tại đã được cho phép ra ngoài thì em bắt đầu đến những cái địa điểm gọi là khá là nổi tiếng chẳng hạn như Bưu Điện, thành phố hoặc là nhà thờ Đức Bà Thì những cái nơi đó và tụi em bắt đầu làm những cái uh, clip, những cái uh, video yoga vì muốn kết hợp cả hai thứ đó vì đó là hai cái điều mà em rất là rất là thích Thì tiếp đến thì có lẽ là sẽ đi uh, Việt Nam, những cái những cái thành phố, những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam, mình vừa kết hợp yoga của mình của mình muốn đem cái cái phong cảnh những cái đẹp của Việt Nam, rồi tiếp đến thì em có thể đi đi ra nước ngoài, thì đó là điều mà từ trước đến giờ em rất 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 là mong muốn làm nhưng mà nó bị em dập tắt đi, tại vì không có ai làm chung với em cái đó hết. Thì trong cái mùa dịch em đã kết nối được một số một số bạn có cùng cái sở thích với mình và họ giúp em thắp lại cái cái ngọn lửa. thế là cùng nhau thực hiện và hứa hẹn một cái gì đó rất là tươi sáng, ít nhất là mình mình không phải không chỉ đơn giản là mình với cái thảm không mà mình còn với cộng đồng và cùng với rất rất là nhiều cái sự kết nối bên ngoài. Ừ. Có nghĩa là mình thích làm cái điều đấy và mình muốn chia sẻ và mạng xã hội là công cụ để cho mình chia sẻ với mọi dạ, người, dạ đúng rồi. thì trước hết ừ. là như vậy chứ không có phải nghĩ là giờ mình phải dùng mạng xã hội để mình dạy cho ai cái gì ừ. cả đã em muốn ừ. chia sẻ những cái sở thích của em trước rồi từ đó có thể năm sau em sẽ dạy một hội thảo hoặc là một cái buổi hướng dẫn nào đó cho giáo viên ừ. về cái cách các kỹ năng đứng lớp hoặc là sự có mặt trong lớp của mình như thế nào đó. Ừ. nhưng mà hiện tại thì em muốn để cái cái sở thích của em nó được lan tỏa trước ừ. yeah. tiên vừa nói tới sự có mặt của giáo viên trong lớp ấy thì để dùng một cái tính từ một tính từ thôi nói về cái sự có mặt đó thì tiên sẽ gọi nó là gì chạm 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 ở đây vừa là tính từ vừa là động từ luôn ừ. Ừ. tại vì cái chạm của người giáo viên ở trong lớp Đôi khi không cần phải dùng tay mà cái lời nói của họ, cái âm điệu của họ cũng chạm được rất là nhiều thứ ở trong ở ngoài của học viên, hiện tại và cả quá khứ của học viên. Đó, cho nên là cái chạm ở đây á cần một cái sự có mặt nhất định thì mới chạm được. Còn nếu mà giáo viên cứ hô mà cứ suy nghĩ là trời ơi ở ngoài ồn quá hay là cái gì cái gì ở ngoài ở trong mình thì mình không có cách nào mình chạm được học viên cả chị nói cái này tiên sẽ không không tin nhá tiên vừa nói đúng chính xác cái ý mà chị đã đọc trên facebook của một cái cô cô này là giáo viên dạy yoga phục hồi hàng đầu ở mỹ tên là judy hamster đúng như tiên vừa nói chúng ta chạm với học viên không chỉ bằng là cái um, cái physical touch yeah. uh, mà là chạm bằng um, without smile without our body yeah without words tức là bằng câu chữ mm. bằng từ ngữ mm -hmm. bằng ngôn từ của mình yeah. y, y hệt như, như, như tiên vừa nói và tiên cái biết lúc đấy ngay lúc đấy khi mà chị nhìn thấy câu đấy là chị đã um, chị đã muốn gửi cho tiên rồi nhưng mà tại vì tiên dùng instagram mà chị thao tác instagram kiểu <laughs> dở hơi quá nên là chị đã không gửi và chị cái, cái cuốn đấy là cái, cái câu đấy là câu trích ra từ cuốn sách uh, cuốn sách thực ra là về cũng là những cái kỹ năng cần thiết trong việc hướng dẫn yoga và em biết rồi đấy cô đấy là dạy yoga phục hồi thì giáo viên yoga phục hồi thì họ rất là chú trọng về cái sự nghỉ ngơi thư giãn của học yeah. viên nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ để tạo ra cái điều kiện thoải mái nhất cho người học viên đấy thì cái yếu tố chạm là một cái yếu tố như vậy thì có thể chạm về cơ thể là chạm lẫn tới cái cái những cái thể mà nó tinh tế hơn vi tế hơn yeah. wow đó thì tiên vừa nói chính xác cái ý của cô đấy <laughs> hôm nay chị sẽ gửi cho tiên tại vì uh có lẽ em nhạy cảm ừ. và em hay để tâm cho nên là một lời nói một ánh mắt một cử chỉ một hành động bất kỳ một cái gì rất nhỏ trong lớp kể cả của học viên hay là của giáo viên em đi tập em đều để ý em đều để tâm cho nên là em nhạy cảm và em nắm bắt từng cái cảm xúc như vậy nên là đôi khi cái hay á thì nó cũng vào rất là nhiều nhưng mà cái không dễ thương nó cũng vào nhiệt tình lắm ừ. <laughs> nên là sau bao năm đi dạy thì mình thấy mình đã có một cái chút gì đó gọi là cái chạm của mình á đó là em thấy được cái khoảnh khắc đó là những cái lúc mà em em cho học viên thư giãn ừ. thì em có hát mantra ừ. và em đã nhìn thấy những cái giọt nước mắt Em cũng thấy được những cái ngón tay mà kiểu buông lỏng ra hơn Em thấy những cái trán nó mềm ra hơn Thấy rõ cái lồng ngực nó mềm xuống và kiểu nó chìm xuống sàn Nó không như những là cái lời hướng dẫn của mình nữa Lúc đó mình hoàn toàn không nói gì hết Mình chỉ có hát và để cái giai điệu của cái mantra nó đi Và nó dẫn dắt Thì có những cái khoảnh khắc đó nó giúp cho em nhận ra Và cái sự có mặt của mình hoàn toàn chạm được cái ừ. người học viên ừ. mà không cần mình đi đến mình chỉ ngồi ở đó và mình cũng đã dẫn dắt họ được rất là sâu ừ. thì đó là những cái em hy vọng là ai cũng sẽ có được cái trải nghiệm đó thông qua cái cái giọng nói của mình cái ánh mắt của mình hãy truyền tải những cái điều mà thật tâm ở bên trong lòng mình muốn thì học viên họ sẽ cảm nhận được và sẽ rất là biết ơn mình Nếu mà mình hiểu được họ Thông cảm được cho họ Và dành cho họ cái không gian Cái thời gian để mà mình đủ kiên nhẫn Để mà ừ. dẫn dắt họ ừ. Chị cũng có một cái um, trải nghiệm đó là Mình Mình thông cảm Mình tưởng chừng như là mình hiểu họ Bằng cái việc là mình quan sát cơ thể của họ trong lớp tập như tiên vừa nói thì đó là cái lúc mà họ thư giãn còn với chị thì là lúc mà chị thấy họ đang rất là chật vật với tư thế tại vì trong lớp uh, của chị thì học viên được yêu cầu là giữ tư thế lâu ấy và họ rất là chật vật họ cứ ừ. cục cựa loay hoay thì uh, lúc đấy chị nhìn thấy là nó chỉ là cái cơ thể thôi nó đang chỉ là cái cơ thể với những cái bộ phận với tay chân mình gục cửa loay hoay trong cái tư thế như vậy và tự nhiên mình thấy uh, có một cái sự uh, có một cái sự thương cảm ấy mình không nhìn thấy họ là cô a hay là anh b mình chỉ thấy nó là cơ thể thôi ừ. thì uh, chị cũng không biết nữa ừ cái lúc đấy uh... đơn thuần là nhà yeah, ừ. em phải phải mượn một câu chuyện để mà có thể kể là đôi khi mình đi tới lớp mà học viên của mình không phải chỉ để dạy yoga ừ đôi khi là mình tới để mình nghe những cái câu chuyện mà họ không biết kể với ai họ có những cái thắc mắc mà họ cũng không biết làm thế nào tất nhiên mình không phải là nghe xong rồi cho hướng giải quyết mình chỉ nghe thôi mình chỉ có mặt ở đó thôi tại vì họ có sự tin tưởng họ buông xuống được dù ở bên ngoài họ có là một cái chức vụ lớn như thế nào họ có những cái trách nhiệm như thế nào đi nữa thì khi mà họ đối diện với mình á và khi mình làm giáo viên á mình dạy cho họ thì đó rất là nhiều cái cảm xúc bên trong Và họ buông xuống hết Đôi khi một tiếng đồng hồ tới không có tập gì hết Chỉ có ngồi nghe Hoặc là chị sẽ nằm đó mình hát rồi chị sẽ ngủ Và cả đêm thường là không ngủ được Chỉ có một tiếng đồng hồ là chị nằm ngủ rất ngon Và mình cũng không nở kêu dậy đó Yoga đôi khi chỉ có là cái sự lắng nghe Và sự kết nối Mà không cần một cái Một cái tư thế nào nữa hết Cho nên mọi người cứ đi đi Cứ trải nghiệm đi Rồi sẽ thấy yoga Rất nhiều khía cạnh Mà mình sẽ được Có duyên thì mình sẽ được chạm tới yeah. ờ, Chị hỏi muốn hỏi một câu là Với uh, 7 năm làm giáo viên yoga và tất nhiên là dạ, thời gian tập luyện thì dài hơn nữa thì em có thấy là cái thực hành yoga của bản thân em đang thiếu một cái gì đó. Thiệt ra ví dụ chị bước đến một cái kệ sách và chị phải biết trong nhà chị có bao nhiêu cuốn sách thì chị mới biết là chị mất cuốn nào. <laughs> còn khi mà mình không biết mình có bao nhiêu cái mình không biết mình có cái gì thì đến khi mình thiếu mình cũng không biết luôn thật sự là như vậy luôn và cái thiếu ở đây nó không có cụ thể và không thể nào gọi tên và tùy theo thời điểm nó sẽ khác nhau hết như vậy là em thấy có thiếu tất nhiên mình luôn luôn trên đường cải thiện và hoàn thiện bản thân mình từng chút từng chút một và từng cái bài học nó sẽ được gửi đến buổi sáng là có một lớp là như vậy là mình phải học sự kiên nhẫn chiều là mình phải học cái sự nhẫn nhịn rất rất là nhiều thứ lúc nào cũng phải học thiếu thì lúc nào cũng thiếu hết chứ, uh... nhưng mà trong cái thiếu mình phải thấy cái sự đủ đầy của mình chứ không phải mình đi để mình lắp cái thiếu mà mình vẫn nhìn thấy cái cái sự khiếm khuyết của mình những cái mình chưa giỏi để mà mình nương vào đó mình có thể phát triển mình hơn Tất nhiên là mình sẽ có quyền mình khen tặng mình Mình cho mình những cái lời khen rất là dễ thương, thiết thực và thành thật đó Nhưng song song đồng hành với điều đó thì mình cũng phải nhìn nhận những cái thiếu kém của mình thì có những lúc mình cũng khó chịu cho người những ngày mình không khỏe thì khi học viên họ làm như vậy với mình thì mình có thể có những cái lời nói những cái cư xử nó không hay hoặc là mình dùng mạng xã hội thì có những ngày mình tâm tính mình không có dễ thương thì mình sẽ viết một cái gì đó khá là nặng lời đó, thì ít nhất là mình biết là mình mình như thế nào để mình sửa chứ mình không có khăn khăn là mình như thế này hoặc như thế kia là được ừ. ý của tiên trả lời câu hỏi của chị rất là hay á ừ, nhưng mà có lẽ là lúc đầu chị cái cái cách đặt câu hỏi của chị nó chưa rõ ràng lắm ừ thực ra chị có thêm một câu hỏi thứ hai nữa là ừ um, cái thực hành yoga nói chung á chứ không phải là yoga thực hành yoga của em ừ. yoga nói chung ngày nay mà em được biết nó có thực sự là đủ cho em không hay nó vẫn đang thiếu cho cái cuộc sống của em cho cái đời sống của em chị đang hỏi cá nhân em hay là em nhìn vào cộng đồng yoga hiện tại vào em á À, của em thành thật mà nói thì à, em vẫn chưa hoàn toàn bước trên con đường yoga đâu cái đó là phải phải thành thật phải uh, phải nhìn lại em cho uh, nên à, gần đây em có viết một cái bài nhưng mà em chưa có đăng đi đâu hết để em viết là để em viết cho em là em chỉ là một người hướng dẫn tư thế yoga về mặt cơ thể vật lý Rất rõ ràng Thì vì uh, Cái gì mình có thực hành Thì mình hướng dẫn Đó là đúng Mặc dù là mỗi buổi sáng em cũng có ngồi yên Em ngồi không nhúc nhích thôi Chứ thiệt ra cũng không yên lắm uh, Tại uh, may mắn là em được Ở chung với cô chú Thì họ có sẵn Cái thực hành rồi Thì mình chỉ việc uh, tham gia vào thôi Thì sáng 5 giờ sẽ có cái buổi ngồi thiền nửa tiếng rồi sau đó là tụng kinh thì em được may mắn là được sống chung với họ và em ngồi yên em ngồi yên vậy thôi nhưng mà trong đầu cũng nhiều thứ lăng tăng nhiều thứ xuất hiện thì cái điều đó thì em chưa có đi hướng dẫn em chưa có dạy cho người ta cái đó em chỉ ừ. cho ngồi thở một vài phút thôi và một cái buổi yoga của em bắt đầu thở chắc 5 phút là hết rồi. Bắt nó sẽ là ở đầu bài hoặc giữa bài hoặc cuối bài, Nên là vẫn có 5 phút thở nhưng mà em có thể để nó bất kỳ cái chỗ nào. Và em chú trọng dạy về tư thế nhiều hơn. Tư thế ở đây không phải là em em không có dạy tư thế uh, phức tạp mà em sẽ nhìn cái học viên nó hoặc thiếu cái gì và em sẽ cân chỉnh cho họ tại vì đa số học viên đều có vấn đề về sức khỏe về cuộc sống về uh, cổ vai gáy rất là nhiều thì tùy theo đối tượng á thì cái việc sắp xếp bài nó sẽ ồ oh, như bị lạc đề rồi đúng rồi đó nhưng mà cứ nói đi ờ <laughs> thiếu thiếu cái gì thực ra em giống như em nói mình không cần gọi tên nó nhưng mà em chỉ cần nói là em thấy thiếu và cái kiểu cái, cái kiểu mà em cảm nhận thiếu là cái gì là được rồi Vậy nếu không có thấy thiếu là không có thiếu À đúng rồi, nếu không thấy thiếu thì không thiếu Nhưng ừ. mà em vừa nói như vậy là em ta đã nói là một nửa thiếu rồi còn gì Em nói là em chỉ hướng dẫn tập trung vào tư thế còn gì Ừ, đúng rồi ừ. Thì tại vì đang dạy Covid mà Covid thì đâu có dạy uh, thở Pranayama đâu Chị nghĩ là không phải là nhất thiết phải là cái style của mình dạy nó là như thế nào có thể gọi là bây giờ tạm gọi là để có một cái yoga thực hành yoga một cách gọi là toàn diện á, thì nó phải bao gồm cả là về cơ thể vật lý, ừ. Cái cách sống, lỏng là, đó là yeah. tâm linh rồi là cách sống thì chúng ta xem yoga nó giống như là một cái một cái sự tu tập vậy á. Yeah, Nếu chúng ta xét về cái 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 ý nghĩa tu tập thì chị thấy là cái yoga ngày nay hoặc ít nhất là cái yoga mà chị được đào tạo ấy, được tiếp cận ấy thì nó không phải là sự tu tập. Ừ. Ừ, nghe nghĩ tu tập thì nó cũng không có ý nghĩa gì là nặng nề hay là huyền bí gì ở đây cả nhưng mà chị chỉ đơn giản nói một cái một ý thôi đó là cái yoga ngày nay nó nó không tạo điều kiện cho người ta quay vào bên trong hoặc thực hành nội tâm nhiều mặc dù trong lớp yoga hoặc là giáo viên hoặc là trong nhiều cái hoạt động quảng cáo hay yoga lúc nào chúng ta cũng nói là thực hành tâm linh quay vào bên trong nhưng mà thực ra những cái gì mà nó đang biểu hiện như vậy á, thì chị không cảm nhận cái sự thực hành nội tâm sâu sắc để trả lời cho bản thân chị á, thì chị cảm thấy nó luôn thiếu thiếu từ những ngày đầu và càng ngày về sau thì chị càng thấy nó thiếu có thể là do chị không có may mắn trong thực hành yoga chị chưa gặp một cái người thầy cô nào đấy mà hướng dẫn cho mình một cách toàn diện tuy nhiên là bây giờ chị cũng chấp nhận cái việc đấy rồi à, chị sẽ tìm nó ở chỗ khác tìm tới những người thầy khác tuy nhiên chấp nhận cái thiếu đấy nhưng mà chị cũng hơi tiếc và chị cũng có một cái mong ước là yoga thực hành yoga nó sẽ có cái sự phát triển thật sự hơn về sau ừ có thể là nó sẽ phát triển theo cái hướng này ở một cái đến một cái đỉnh điểm nào đó rồi nó sẽ thay đổi nó sẽ nó sẽ chuyển hướng chẳng hạn dạ yeah. ừ. Em hoàn toàn đồng ý với những gì chị vừa nói Thì khi mà chị được nghe câu trả lời của chị á, Thì em sáng tỏ hơn về cái câu hỏi ấy, Cũng như là về vấn đề mà em đang suy nghĩ Thì ra ở cái tầm tuổi của em á Bắt đầu với yoga thì cái môi trường nó đã được gọi gần như là nó định sẵn Là yoga là gì? Là một cái lớp 60 phút Là đi vô tập phải thiệt là Đổ mồ hôi ừ. Phải như thế này, phải như thế kia Thì nó có những cái quy tắc trước đó rồi Mà Em biết là mình không đủ mạnh Để mà bẻ gãy Những cái điều đó để mà đứng trên cái con đường của mình Trên cái con đường mà mình thật sự muốn Và Mình cũng không có đủ giỏi giang Để mà gọi là đi trên một cái con đường yoga Truyền thống Nguyên bản ừ. Cho nên mình đã có sự nương theo Ngay từ đầu đó, cho nên là tự cá nhân em phải biết là em muốn cái gì. Ừ. Thì cái ở cái thời điểm mà khi mình muốn tập cho cơ thể đi thì mình chỉ hoàn toàn tập trung vào cái cơ thể vật lý là về tư thế thôi. Ừ. Nhưng mà có một thời điểm khi mọi thứ đã đủ đầy ở bên ngoài và mình biết là mình sẵn sàng để mà quay vào bên trong tại vì cơ thể của mình nó phải đủ khỏe, đủ linh hoạt thì mình mới có thể ngồi yên mình mới có đủ tỉnh táo để mà lắng nghe được những cái diễn biến bên trong chứ mà còn đau vai cổ gáy còn thoát vị địa đệm bao nhiêu là thứ đau trên thân thì rất là khó để mà bắt họ quay về và với cái thị trường hiện tại á, thì bệnh rất là nhiều dân văn phòng hai mươi mấy ba mươi mấy học viên em nhận toàn là đau vai gáy cổ toàn là thoát vị địa đệm hoặc là đầu gối có vấn đề hoặc là mọi thứ cái căn bệnh nó đứng đầu thì mình phải ưu tiên mình chữa lành cho họ về cái tư thế ngồi, về cái cách sử dụng cơ thể vật lý trước, huấn luyện lại cái não để làm sao mà giảm tối đa cái việc gọi là tổn hại đến cơ thể thì từ đó mình mới tạo cho họ một cái nền tảng gọi là sẵn sàng nhất cơ bản nhất để mà họ có thể thở. tại vì có qua phải có lại. muốn người ta thở, muốn người ta có sự kết nối với hơi thở với tâm linh hay bất kỳ cái gì thì cơ thể nó phải mềm, nó phải có đủ cái sự linh hoạt. như mình muốn hít vào á, mà nếu cái ngực của họ đóng và họ ngồi gù lưng cả ngày thì họ có hít tới đâu đi cũng không có đầy được. họ sẽ hít lên cổ, lên mặt và tập càng nhiều thì họ chỉ có càng khó thở và họ cảm giác chán thôi tại vì họ thở không được thì không làm được cái gì hết đó thì đó là một cái vòng chứ mình không có cắt riêng ra được là muốn cái này hoặc muốn cái kia mà muốn cái này thì phải có cái kia tức là mình muốn thực hành về tâm linh muốn đi trên một cái con đường đẹp toàn diện của yoga truyền thống thì trước hết mình cũng phải nhìn lại cơ thể mình đã sẵn sàng chưa rồi sau khi hai cái đó mà em thấy nó đủ cái sự hòa quyện với nhau hợp nhất với nhau á thì chính cái người học viên á họ phải có được cái gọi là nhất quán á họ biết họ cần cái gì chứ không phải hôm nay em ơi chị muốn uh, Sật dọc cái ngày mai cái chị ngủ không được đó thì kiểu học viên á thì họ thay đổi cái nhu cầu liên tục thì cái người thầy á họ phải đủ vững để họ biết là cái người này thiếu cái gì và họ phải đủ kiên định để ở lại với học viên nhưng mà cái điều này không có nhiều tại vì thường là sẽ bị tài chính và đồng lương nó chi phối rất là nhiều nên là cũng tùy theo cái học viên là ai cái giáo viên là ai hoàn cảnh mà họ gặp nhau như thế nào thì mới phát triển được chứ nếu mà là một dân văn phòng gặp một người giáo viên mới rồi bao nhiêu là thứ một bên thì cần tiền một bên thì cần giảm cân thì bây giờ hai cái nó cộng lại không thể nào mà ra một cái buổi ngồi thiền hạnh phúc được dạ <laughs> yeah. đúng rồi chị cũng đồng ý là cách tốt nhất là bắt đầu từ giáo viên ờ, quay lại cái việc là thực hành nội tâm á chúng ta không cần phải nhắm mắt ngồi thiền hay là làm những cái nghi thức về tâm linh ý chị không phải là như vậy kể cả việc là em chỉ tập tư thế yoga thôi em vẫn hoàn toàn biến nó là một cái thực hành nội tâm ở ừ, trong đấy đồng ý quay lại như khi nãy em nói á, tức là cái người học viên đấy họ phải biết là họ muốn cái gì yeah. điều đó rất khó điều rất khó khó đòi hỏi một người học viên thế nên là chúng ta sẽ rất là tốt hơn nếu mà chúng ta có những cái người giáo viên mà hướng được, dẫn dắt được học viên của mình thực hành nội tâm có nghĩa là hướng cái người học viên đấy biết cái gì thực sự là yeah, họ cần đúng, và đúng, thực sự đúng, tốt đúng, đúng, cho chính họ. xác, đó là những cái đó cũng là cái điều mà em đang hướng tới là ừ. hướng dẫn cho những giáo viên mới là họ sẽ có một cái một cái lịch gọi là một từng bước để mà đánh giá học viên của mình ngay từ ngày đầu mình tiếp xúc thì nó như thế nào để mà mình ừ. có kịp thời để mà mình đưa cho họ cái cái schedule cái, gì? cái lịch cái lịch cho nó, ừ. nó phù hợp. Ừ. Cái cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là hay đó tại vì là như chị nói mới nãy là chị có đọc một cái câu của cô là giáo viên yoga phục hồi rất là nổi tiếng trên thế giới và trước khi chị đến buổi này đó, là chị tìm đọc một cái cô nữa cô đấy cũng chuyên dạy về những cái mà thực hành mà kết hợp kết nối thân tâm tức là cô đấy tên là Bonnie Benrich thì um, cô đấy mới nói một câu là cái định tuyến của cái um, thực hành yoga sâu sắc là gì What is the alignment for inner vinyasa ừ. cái vinyasa đây là inner vinyasa thì cái sự thẳng hàng cái sự định tuyến của một cái của một bài yoga vinyasa sâu sắc hoặc có cái, có cái hướng nội tâm đây là gì nó là cái sự thẳng hàng cho cái cơ thể mà chúng ta đã từng có hay là cái cơ thể mà chúng ta mong muốn có được hay là cái cơ thể mà chúng ta nhìn thấy trong những cái tranh ảnh mạng xã hội hay chính là cái cơ thể hiện giờ của chúng ta thì thì đó thì cũng vẫn là cơ thể thôi. Tất nhiên thân là luôn là cái đầu tiên để chúng ta làm việc chúng ta thân mà không khỏe thì chúng ta không làm được sâu gì bên trong cả nhưng mà kể cả các cái việc mà làm việc trên thân đấy thì chị nghĩ nó cũng bao hàm rất là nhiều cái ý sâu yeah. ở trong đó và với một cái người là hướng dẫn tư thế yoga mình chỉ cần hướng dẫn tư thế yoga một cách rất là tử tế yeah. chân Đồng thật ý. chân thật tức là mình hướng dẫn những cái gì mà mình có tập yeah. mình có thực hành xác không cường điệu nó Yeah. không làm quan trọng cái việc hướng dẫn của mình thì chị nghĩ như vậy đã rất là tuyệt vời rồi rất và là, là biết ơn rồi dạy đúng ừ. thôi là mừng lắm rồi là cái bước đầu của cái việc thực hành tâm linh và hy vọng là làm cho cái yoga mà chị mong muốn đó, nó đầy hơn thì ừ. đó thì đó là cái mà yoga mà chị cảm thấy là nó nó thiếu ngày nay cho chị và quay lại là cái việc hướng dẫn yoga đối với chị nó giống như là một cái công việc một cái karma vậy đó. Mình làm nó để mình phát triển bản thân mình Và mình thấy mình nhiều hơn thôi Chứ nó không phải là cái chuyện đi phục vụ cộng đồng Nó không phải là yếu tố đầu tiên ờ, Nên là Dạ, yeah, mình hướng dẫn tư thế Thì mình hướng dẫn tư thế cho nó tốt Còn những cái chuyện còn lại Đó là Tùy thuộc vào học viên và những cái có sẵn ở họ ừ. Thì mình hướng dẫn Tử tế và chân thật cái, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Nó cũng khá là dài rồi và chị hy vọng là uh, cộng đồng yoga mọi người thực hành yoga sẽ sớm thấy tiên uh, thật sự là xuất hiện uh, với những cái hướng dẫn với những cái bài tập mà nó chạm hơn yeah. và sẽ em tuyệt vời hơn vậy. và sẽ tuyệt vời hơn nếu những cái chia sẻ của tiên mà nó chạm được tới những người giáo viên yeah. ừ, như mình như mình vừa nói yeah thì em cũng mong là sắp tới em sẽ có nhiều cái sự kiện hơn để mà chia sẻ về cái việc có mặt trong lớp ừ. tất nhiên là đối tượng em hướng đến là các bạn giáo viên mới điều này trước đây em cũng làm rồi nhưng mà em làm với một nhóm trực tiếp ở cái trung tâm em dạy thôi là những bạn giáo viên mới vào thì em sẽ trực tiếp hướng dẫn cách soạn bài và em cũng sẽ dự lớp để mà cho những góp ý Ừ. Thì mọi người cũng có động viên là em nên làm rộng hơn để ừ. mà có thể lan tỏa cái điều này ừ. Tại vì không phải ai cũng có được những cái trải nghiệm như mà họ được em hướng dẫn Thì ừ. họ thấy rất là hay và họ cũng mong là em sẽ chấp nhận cái việc trở lại Thì thì, thì em em cảm ơn là mọi người đã cho một cái bàn tay để mà đưa em ở vị trí hiện tại bây giờ rồi cảm ơn tiên và mong um, sớm hết tiên trở lại à, cảm ơn tiên đã yeah. có mặt ngày hôm nay cảm để uh, chia sẻ tình tan cùng với lại trang và mọi người tập uh, tình tan với cô tiên của series nghề giáo viên yoga kể nhau nghe hết à, hôm nay đến đây là hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái lời thủ thủy của tiên và trang hẹn gặp mọi người sớm trong ôm chat tiên tập mới xin chào hẹn gặp lại